kiểm tra chất lượng nước, bổ sung vi sinh và thả thêm đá cho chị Thủy. Lizaco Hoài Đức. Thả thêm một em Karasi size 73cm, một em Kuzaku size 68cm và một em Asagi size 68cm. Một cái hồ anh chị tự làm rất là đẹp. Tham khảo sinh nghiệp, phân hạ trực tiếp đi tới cô. Ba em. Đây là em Asagi. Đúng rồi anh ạ. Đây là em Kuzaku. Công tác sát trùng sát trùng sát. Bổ sung thêm là em Karasi. Công tác tâm tính sát trùng sát trùng. Okay.